mọi người thông tin mới nhất về cầu Trần Hưng Đạo kết nối quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên thì chúng ta đã biết năm 2017 tại hội nghị ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từng thông tin về dự án cầu hoặc là hầm Trần Hưng Đạo. Theo kế hoạch thì dự án này dài 3 km và rộng 20 m, có tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức là PPP, BT. Thì tại thời điểm đó, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết là thành phố đang xem xét hai cái phương án xây dựng cầu hoặc là hầm Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng. Còn về ngân sách thì thời gian khởi công dự kiến hoàn thành phương án thi công thiết kế thì không có cơ quan nào Hà Nội thông tin cụ thể. Do đó thành phố Hà Nội xây cầu Trần Hưng Đạo chui qua sông Hồng vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên thì mới đây thành phố Hà Nội đã tiết lộ một số thông tin về hình ảnh dự án kết nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Cụ thể theo công trình giao thông này là cầu Trần Hưng Đạo, và đây là hình ảnh phối cảnh mới nhất của dự án. Đơn vị nghiên cứu dự án là công ty cổ phần Him Lam, tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Teddy. Cầu có điểm tại ngã năm thành phố Trần Hưng Đạo giao với phố Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông, Hàn Thuyên, Tăng Bạt Thổ, vượt qua sông Hồng và kết nối với đường Cổ Linh. Tuyến đường được quy hoạch dọc theo cái phía tây sân bay Gia Lâm và điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh. Dự án có tổng chiều dài 6 km, trong đó thì tổng chiều dài cầu khoảng 2,3 km, đường dẫn phía nam 0,4 km, đường dẫn và kết nối giao thông phía bắc khoảng 3,3 km. Cầu Trần Hưng Đạo này sau khi xây dựng xong sẽ góp phần giảm tải về lưu lượng giao thông giữa hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Vốn trước đây chỉ có hai cái cây cầu chính đảm nhiệm, đấy là cầu Trương Dương và Vĩnh Tuy. Thì dưới đây chúng ta đang nhìn là một số hình ảnh và phương án kiến trúc thiết kế cầu Trần Hưng Đạo mà hai đơn vị là công ty Him Lam và công ty Teddy đang nghiên cứu. Và những dự án hưởng lợi nhất đấy là Vinomotion Park, và một dự án khác đấy là khu đô thị sinh thái Eco Park tại Văn Giang Hưng Yên. Và bất động sản tại phía đông nam Hà Nội này thì sẽ phát triển rất là mạnh trong thời gian tới. Thì hy vọng anh chị nhận được những cái thông tin mới nhất này về dự án về cái cầu Trần Hưng Đạo và có được những cái hình ảnh phối cảnh mới nhất. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại. Thì đây là một cái mục điểm tin nhanh mà bên mình sẽ làm trong thời gian tới. Xin cảm ơn.